Hello, vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series review ẩm thực của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với cửa hàng Cửu Vân Long Buffet ở tại tòa Discovery Complex số 302 Cầu Giấy và cửa hàng ở trên tầng 6 nhé. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn thì đang là cái view của quán. Thì đầu tiên cái thoạt nhìn như các bạn thấy có thể thấy là cái tông đỏ là cái chủ đạo. Vâng, thì mình sẽ quay sơ lược cho tất cả quý vị và các bạn cùng được thấy các cái thực đơn ở đây. Ở đây được chia ra làm khoảng 3 khoang. Thì chúng ta đây là cái đoạn đang nằm ở giữa. Thì tiến tới đây là cái khu chủ đạo về các cái món về hải sản. Ở đây là các cái món sushi. Đó. Thì như mình đánh giá thấy cái phần cơm ở đây là rất là ok. Cái cơm nhé. Còn các cái món hải sản ấy thì nhìn chung mỗi người nó sẽ có mỗi một cái cảm nhận riêng. Thì cái này thì các bạn là cần phải cái sự cảm nhận trực tiếp. Thế nhưng tổng quan đánh giá ở những cái món này là cũng được. Đó. Và đây là phía bên tay trái màn ảnh quý vị và các bạn đang được thấy là cái chỗ để chủ đạo để lấy các cái món ví dụ như là tôm, bề bề. Còn ngoài ra đây thì có một số cái món khác như là xúc xích và khoai tây chiên. Thì mình đánh giá ở các cái món này ở đây ấy, thì nó cũng bình thường thôi. Đấy, phồng tôm và các cái món ấy, như các bạn đang thấy được là ở đây có rất nhiều loại ốc nhé. Mình thấy ở đây có nhiều loại ốc hoặc là ngao sò ốc hến là mình thấy ở đây rất là nhiều. Đấy, đây là các loại bề bề. Thì như cửa hàng mở từ 11 giờ thì chúng mình đến là cũng đầu ra luôn. Thì nếu các bạn nào muốn có cái ghẹ thì là phải từ 11 rưỡi cơ. Đó. Còn đây là đến cái khu vực mà đồ để làm lẩu nước cũng như là đồ lẩu nướng. Thì mình thấy cái món thịt bò ở đây thì thực sự là mình đánh giá không cao. Mình đánh giá không không cao. Thứ nhất là mình ăn phải cái bò nướng thì mình thấy tại cái hôm đi ăn là nó hôi. Cùng với đó các cái món bò còn lại là nó không thơm thực sự là ok cho lắm. Thì về cái phần hải sản. Đây là cửa hàng chủ đạo là hải sản. Thế nhưng nhìn chung ấy thì mình thấy điểm nhấn ở đây là cái con tôm. Mọi người đều nói là con tôm ở đây thì là được. Nó là tôm tươi. Còn lại các cái món khác thì ví dụ như ghẹ mình thấy có da nhưng mà nó cũng rất là bé. Ghẹ ở đây rất là bé. Còn nếu mà các bạn muốn ăn cua thì là phải là thêm tiền. Thì với một suất khoảng 400.000 một người. Và đặc biệt lưu ý các bạn, lưu ý giúp mình khi đi ăn buffet ở đây là không nên gọi đồ uống này. Không nên gọi thêm đồ uống ngoài. Ví dụ như coca hay là nước lọc thì mình thấy là cái đơn giá nó rất là cao, 25.000 một chai nước lọc và 20.000 một cái cốc coca tươi mà các bạn sẽ đến và sử dụng cái đồ uống của trong cái thực đơn luôn. Ví dụ như là các bạn có thể dùng ít sữa chua mình pha vào cùng với lại chè, hoặc là mình có thể lấy một đại loại một cái đồ uống ở cái khu vực chè hoặc là các cái kem các thứ ở đấy nó sẽ có cho các bạn lựa chọn. Thì về cái không gian quán thì mình thấy là đây có khá là nhiều tranh ảnh nó theo cái phong cách thì châu Á nó cũng không hẳn mà phong cách Indochine nó cũng không hẳn, mình thấy nó cũng gọi là chưa được thống nhất về cái mẫu thiết kế đó lắm. Thì đây mình xét để tiếp tục về cái phần thực thì các bạn có thể thấy là về cái phần tôm ở đây là mình thấy mọi người đều khen. Còn về các cái ngao sò ốc hến thì thực sự mình thấy đây cũng khá là nhiều. Đó, ngoài ra thì cái món sủi cảo, há cảo ở đây mình thấy đánh giá cao. Đó, đánh giá cao cái món này đây người ta lấy rất nhiều. Đó là thực đơn như các bạn có thể thấy. Về cái mức giá 400.000 thì theo mình thấy là đây chỉ đến trải nghiệm thôi chứ không sẽ không không quay trở lại đây. Mọi người sẽ không không quay trở lại đây lần tiếp theo nữa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy thì chỗ này ấy, thực sự là nó cũng chỉ phù hợp với các bạn là đi một nhóm khoảng 4 người là mình thấy nó sẽ phù hợp. Còn ở cái không gian mà đi đông như này ấy, thì thấy nó rất là chặt. Các bạn sẽ thấy là cái người ra người vào ấy, đây là chúng mình đang ngồi ở cái bàn mà nó có cái view đi ra nhìn ra ngoài đường. Đó. Thì hôm mình đi đúng phải cái lúc mà thời tiết nó cũng không có được nhiều ạ. Ánh sáng mà nó âm âm u cho nên là quay video hơi bị tối.
Đó. Thì về cái món tôm ở đây thì là thấy mọi người tất cả đều khen. Còn lại các cái món khác thì nó ở cái mức bình thường thôi. Nếu mà so sánh với các cái cửa hàng khác như là Sen quốc tế hoặc là cái nhà hàng bay buffet ấy, thì mình thấy là ở đây không bằng. Ở đây không bằng. Thì thực sự là chắc là do người ta marketing nhiều quá, chứ còn về cái chất lượng mà đến thực tế ấy, là nó không đến mức độ như vậy. Tiếp theo nữa, cái điểm mà mình cũng chưa thấy nó hợp lý là chính là ở cái phần phục vụ. Phần phục vụ ở đây là đa phần là các bạn là sinh viên làm thêm thì đúng hơn, chứ không phải là các bạn làm chuyên về ngành phục vụ. Họ có đến để dọn những cái đồ mình thừa, nhưng mà nó sẽ không có cái sự liên tục và không có cái sự luân phiên, mà các bạn ấy cứ đến cứ từ từ thôi. Mà nhiều khi nó nhiều quá thì lại là nó đầy bàn, bàn thì bé mà không gian thì nó cũng hơi bị chặt, gò bó, mà đồ ăn thì nó chất nhiều lên, do đó là nó cái sự mà quán xuyến của những người phục vụ đấy mình thấy là nó cũng chưa bằng những cái cửa hàng, đặc biệt là ví dụ như Sen quốc tế chẳng hạn, họ đến rất chuyên nghiệp, thì cái đấy là cái mình thấy ở đây là nó không bằng. Rồi, nhưng mà ở đây thì mình cái điểm tiếp theo mình thấy là nó đa dạng, rất là đa dạng các cái món đó, như các bạn thấy ở đây đặc biệt là có cái món nó gọi là món nấm chiên, thì mình thấy nó cũng là một cái món lạ đó. Ngoài ra thì mình cũng đánh giá cao về cái mục là đồ ăn ngọt ở đây, thì mình thích nhất là cái món đây, chính là cái món chè long nhãn. Mình thấy cái món này rất là mát, ngọt nhẹ mà thơm, nó thanh mát ăn đứt tất cả các cái quán ở ngoài. Thì đấy là cái món mà mình thấy ghi nhận là nó là ngon. Còn lại các món khác ví dụ như là sữa chua ở đây ăn nó quá ngọt và nó không có gì cả. Còn những cái món bánh ở đây thì mình không có thử, cho nên là mình cũng không có rõ được là nó có ngon hay không. Đó, như các bạn thấy cái caramel thì mình thấy là cũng không có ok. Vâng, và như vậy là kết thúc thì cho chúng mình là bắt đầu di chuyển từ tầng 6 của cái tòa Discovery Complex ấy, là mình sẽ lên trên tầng 8 để xem phim. Cho nên là cái các bạn mà đi qua trải nghiệm cái buffet này thì có thể là kết hợp nó sẽ tiện hơn đấy. Và cái view thì nhìn cũng còn được, nhưng mà thực sự là đi ăn ở đây thì với cái mức giá 400 nghìn thì mình thấy nó không hợp lý. Và là bây giờ là chúng mình sẽ lên trên tầng 8 để xem phim. Thì như các bạn có thể thấy là ở đây là cái không gian ấy, thì nhìn nó có cái nét của cái Indochine đó. Vâng, và hôm nay chúng mình xem phim bộ phim Người Kiến. Ok. Sắp tới là mình sẽ có một video review 3 địa điểm danh lam thắng cảnh là chùa Cao Linh, chùa Ba Vàng và cái địa điểm di tích lịch sử khu Bạch Đằng Giang, Nguyên Hải Phòng. Các bạn thấy video của mình bổ ích hay thì có thể bấm like, chia sẻ và bấm follow để theo dõi thêm những video sau. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần tiếp theo.